Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đến một cái nhà vườn ở tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Anh đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật cũng như sử dụng phân bón Sumago và đến giờ phút này cây bưởi Tân Lạc của gia đình rất thành công. Quả sai, cây trồng sinh trưởng phát triển khỏe và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các giải pháp anh ấy đã tác động thời gian qua và cũng như ở giai đoạn hiện tại. Xin mời quý vị và con chúng ta theo chân anh. Cái dung lâu thì anh tưới đây là được mấy lần? Tưới hai lần. Vâng. Thế là mình chưa phun lên lá đúng không? Không, chưa. Vì năm nay cũng mới thực nghiệm. Như cái cây này nó báo cáo các anh là trước là hắn vàng này nhá. À. Mà tôi tưới và phun Sumago là hắn hẳn lên này. À, đấy. Lộc tục đi. Đấy là hắn, hắn đẹp hắn lên. Đây, nhìn thấy nó lá nó bóng là được. Đó. Có tội là giá thành nó hơi cũng hơi cao so với nông dân. Thực ra thì những cái cây nó giá trị kinh tế cao như này thì cái mức đầu tư của anh như thế nó là phù hợp. Đó. Anh thấy cái điểm nổi bật nhất là khi sử dụng Sumago vào là nó khác hẳn với những mọi năm là thế. Cái nhất là lá dày xanh hơn, lá dày xanh hơn và quả của nó là sẽ bóng mượt hơn, đều quả hơn. Như cái cây này bây giờ anh đang đoán, dự đoán nó khoảng mấy trăm quả? Chắc không vài trăm. Vài là 4 hay 500 hay 300? Tầm 200. 200. Tầm 200, em để năm nay như thế cây nào nhiều cũng 200 thôi. 200 vì là phù hợp với cây. Vâng. Quả của anh rất đều và cân đối nhỉ, tròn vo, đấy, bóng mượt. À, thế về cái anh có nói là ở đây thì nó có bị cái bệnh ghẻ loét, loét sẹo đấy. Thì cây của anh không thấy xuất hiện mấy. Vậy thì cái giải pháp nào mà anh đã phòng được cái này? Cái thứ nhất thì cũng báo cáo các anh với bà con nông dân là ta đừng lạm dụng cái đạm. À, cái đạm đừng lạm dụng. Đúng rồi. Tăng cường kali. Tăng cường kali, vâng. Tăng cường lân. Đáo ạ. Kali và lân phù hợp, nhưng mà kali vẫn yếu tố quan trọng. Vâng. Để cho nó chắc quả, cái hại nó bị dày, ăn dày lá nó không bị tấn công. Đúng rồi. Cái bà nó mình phải phòng. Phải phòng nó. Thế thì anh đang dùng cái thuốc gì để anh phòng cái đấy? Cái nhất là cái nấm, thuốc nấm. Thuốc nấm. Thuốc nấm thì có bình thường giống Mancoz rồi Metaxy cái đấy mình phòng. Metalaxy. Vâng, nhưng mà Mancoz. Trong cái đấy là anh phải, cái yếu tố quan trọng nữa là anh phải phun được các dạng cái gì là giống kiểu là kháng sinh đấy, nhưng mà kháng sinh thôi là mình không lạm dụng. Đúng rồi. Đấy, phải có phòng. Đấy, em mua cái đó có thằng Canada em phun. Vâng, đấy nên là cây của anh đến giờ phút này có thấy. Nhưng mà một năm phun chỉ tầm một lần thôi. Đấy, trước mùa mưa. Vâng. Tức là vào cái thời điểm trước mùa mưa là mình phải phòng cái ghẻ loét đó. Đấy. Loét sẹo đấy. Nó vừa nấm này, nó vừa có vi khuẩn. Nó vào nó phá. Tết anh đã tác động những cái gì vào đây? À, trước Tết à. Thì đầu tiên là cũng đào như thế này, nhưng mà đào em đào vừa thôi chứ không đào đứt rễ. Đấy, đào vừa để bỏ mình ấy cái phân thôi. Xong đấy là tưới cái gì nhỉ? Sumago của em. À, Sumago là sau tưới. Sau mới tưới, đầu tiên là tưới lân với lại kali. À, bỏ lân và bỏ kali vào. Vâng. Lân kali mình tưới. Thế là trong Tết ấy, hả? Xong xong cái là có dưới có cho. À, cho và lại còn cho phân gà nhập với Nhật đấy, phân gà với Nhật, phân viên. Vâng, viên có Nhật. Vâng. Đấy bỏ. Vâng. Ừ, như cái cây này thế thì như thế thì khi nào anh lại bón tiếp ở cái đợt đỗ quả này? Đỗ quả tầm nào thì anh nhỉ? Nói chung là đậu xong tất cả được cái phân. Để khoanh để nhận tất cả các tiết này. Mới giữ được quả. Đúng rồi. Thế là hoa nó đang nở. Nói chung là gần tắt hoa. Gần tắt hoa. Phải cây đều khoanh mở đây luôn. Vâng, phải khoanh mở. Bởi vì cây bưởi ăn ấy như cây cam khoanh bình thôi. Phải khoanh giữ được quả không chút hết. Thằng này là khoanh bình này. Đấy, khoanh hở nhưng mà móc nhưng mà phải bịt hết. Bịt toàn bộ rồi. Mấy chục cái cuộn bằng. Anh khoanh xong rồi anh bịt luôn à? Bịt luôn này. Phải bịt luôn. Sau đó thì đến lúc mà giữ quả thì anh sẽ cho phân. Năm ngoái không phanh cho nên là hắn bị rụng. Phải phanh. Khoanh cái này thì là, nếu thế thì là cái hoa. Đây em cũng học như bên Bắc Giang mình làm là ý là khoanh theo
ví dụ như nhiều lá là cành tốt thì mình cao, không có cành thấp. Có nghĩa là khi mà cái đài hoa nó rụng được khoảng độ 7%. Phải hơn này ạ, phải 8, cái bưởi thế khác cam, thế là sau một tí cũng được. Hoặc là tóm lại nhìn thấy cái quả rồi, cũng sẽ hơn đấy, giống như hay là cam. Nói chung là mình không khoanh lại cũng chút hết. Cái hoa mình có đi tỉa hoa không anh? Tỉa hoa thì nó đúng là nhà, vườn nhiều này làm sao được. Thế có thụ phấn thủ công anh? Em cũng có ý định thế nhưng mà cũng không thể làm kịp. Không thụ phấn? Vâng, không làm. Đây, này nó bị đây. Đấy, dí sắt đấy. Ngày nay mình từ trước. Khoái rồi, cái vết đấy là cái khoái sai đến này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97